Hôm nay Mỹ Tho laptop tiếp hai bạn khách mua Asus ZenBook Q409ZA nha các bạn. Đây là chiếc máy Neo Seal Fullbook. Điểm đặc biệt của chiếc máy này là được trang bị CPU dòng chip B, mã là 1240B. Màn hình được trang bị độ phân giải 2.8K, cực kỳ sắc nét, tấm nền OLED 100% DCI B3 nha. Thì những bạn nào mà chúng ta thiên về giải trí và đồ họa thì đây là một con máy mà các bạn cân nhắc để mà mua. Ngoại hình của máy cũng cực kỳ là sang trọng luôn nha, và đặc biệt là những bạn nữ rất thích cái dòng máy này. Mẫu hàng này đang có sẵn tại Mỹ Tho Laptop, bạn nào cần thì có thể inbox ngay bên mình để được hỗ trợ nha. Asus ZenBook Q409ZA, chiếc máy được trang bị CPU Core i5-1240B với 12 nhân 16 luồng, 12 bộ nhớ kép, trang bị card đồ họa Intel Xe Graphics và hỗ trợ bộ nhớ DDRAM 5 8GB 5200 nha. Ổ cứng mặc định nguyên bản là 256GB M2 PCI Express. Màn hình được trang bị tấm nền OLED 14 inch, độ phân giải 2.8K, kích thước 2880x1800 và điểm nhấn đặc biệt tấm nền IPS hỗ trợ SLB lên tới 100%. Kết nối Wi-Fi không dây là Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.0 nha. Viên pin mang dung lượng 75Wh. Sản phẩm đang có hàng tại Mỹ Tho Laptop. Các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với mình nha. Xin cảm ơn.